Mourinho chiếm mức lương cao nhất lịch sử huấn luyện viên bóng đá. Jose Mourinho từ chối lời mời từ Ả Rập Xê Út với mức lương cao nhất lịch sử huấn luyện viên bóng đá để tiếp tục dẫn dắt AS Roma. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha thời gian qua nhận được nhiều lời mời gọi từ các đội bóng đang thi đấu tại giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út. Mới nhất, câu lạc bộ Al-Hilal đề nghị ký với chiến lược gia Jose Mourinho bản hợp đồng có thời hạn 2 năm với mức lương 33 triệu USD mỗi mùa. Còn số này, cao gấp 4 lần lương của mà nhà cầm quân có biệt danh người đặc biệt đang nhận tại AS Roma. Và đây cũng là mức lương cao nhất thế giới với một huấn luyện viên bóng đá. Thực tế, chiến lược gia Diego Simeone hiện lĩnh 37,8 triệu USD mỗi năm tại Atletico Madrid, nhưng phải chịu thuế thu nhập 47% ở Tây Ban Nha, nên mức thực lĩnh chỉ là 17,8 triệu. Trong khi đó, Ả Rập Xê Út không áp thuế thu nhập cá nhân và 33 triệu USD mà Al-Hilal đề nghị cũng là số tiền thực lĩnh. Tuy nhiên, truyền thông Italia cho biết, chiến lược gia Mourinho từ chối Al-Hilal vì muốn hoàn thành năm cuối hợp đồng với đội bóng Serie A. Cựu thuyền trưởng Man U dẫn dắt AS Roma từ hè 2021 với mức lương 8,25 triệu USD mỗi năm, thấp hơn gần 4 triệu so với thu nhập tại câu lạc bộ cũ Tottenham. Mourinho giúp AS Roma vô địch Conference League 2021-2022, danh hiệu đầu tiên của họ trên đấu trường châu Âu. Mùa vừa qua, AS Roma vào chung kết Europa League nhưng thua Sevilla 1-4 trong loạt đá luân lưu. Mourinho cũng giúp Roma 2 lần về thứ 6 Serie A. Chiến lược gia này bị cấm chỉ đạo 4 trận đầu vòng bảng Europa League mùa tới. Người phạt ông do hành vi lăng mạ trọng tài Anthony Taylor sau trận chung kết Europa League. Mourinho là một trong những chiến lược gia giàu thành tích nhất lịch sử bóng đá. Nhà cầm quân 60 tuổi sở hữu 26 danh hiệu lớn nhỏ với nhiều đội bóng khác nhau từ giải Bồ Đào Nha, La Liga, Ngoại hạng Anh đến Serie A. Giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út đang làm mưa làm gió trên thị trường chuyển nhượng thời gian qua. Họ không tiếc tiền và chiêu mộ thành công hàng loạt ngôi sao nổi tiếng. Cristiano Ronaldo và Karim Benzema được cho là đang hưởng mức lương 200 triệu USD mỗi năm tại Al Nassr và Al Ittihad. Tân binh N'Golo Kanté cũng đang hưởng mức lương 100 triệu USD mỗi năm tại Al Ittihad. Al-Hilal vừa chiêu mộ Ruben Neves và Kalidou Koulibaly, còn Al Ahly mua Edouard Mendy.